Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Hiện tại thì tình hình sầu riêng tiếp tục ổn định và chưa có sự biến động hả bà con ha. Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật giá cụ thể hôm nay cho bà con như sau. Tại khu vực miền Tây, sầu riêng Busan King có